Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ dự án BNew. Chúng ta nhận được 2.500 token của hiệu là BKBT. Đây là một dự án chạy trên nền tảng BNB rất là ngon luôn các bạn. Rồi để tham gia dự án các bạn link mô tả mình các bạn bấm nút ta nha các bạn. Sau khi bấm nút ta nó ra gì rồi bạn bấm vào continue. Thì những dự án chạy trên nền tảng rồi bạn lướt cấp trang nha các bạn. 5.5/10. Chạy trên nền tảng BNB thì nó list sàn Binance thì rất là giá coi nó rất là ngon bạn. Dự án đầu tiên chúng ta dạ join vào kênh Telegram group nó nè. Rồi các bạn bấm nhấn vào join nha bạn. Rồi các bạn cũng thông cảm máy của mình nó quá trên các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời các bạn. Đây mình vô gọi nào không mình không biết đúng không? Rồi các bạn. Vào trang cá nhân mình vào setting nè. Rồi các bạn nhớ cái username của mình nha tất cả các bạn. Các bạn copy cái username của mình nè. Rồi các bạn chào về. Rồi các bạn chào một chút nha các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username Telegram mình nha các bạn. Cộng anh 1133 chỗ mà mình chỉ mình các bạn copy đó. Rồi các bạn join tiếp kênh channel nữa các bạn. Rồi các bạn join vào có 9.600. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Các bạn không vào setting copy username mình như nãy nha các bạn. Dự án này rất là dễ làm luôn các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì các bạn không join vào kênh username luôn. Rồi các bạn join vào Twitter. Rồi các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn ghi lại username tiếp tục mà. Thường thì mình phải làm những dự án chạy trên nền tảng BNB nha các bạn. Dạ chứ chưa. Tròn mình cũng thích. Còn chạy nền tảng IC mà mình không thích các bạn, phí ra cao quá. Nền tảng BNB thì đi sàn Binance thì các bạn biết giá rồi đó. Rất là ok nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ tư là các bạn follow theo Submit Binbot and Request you Binbot and Submit you the world username. Là đã bắt chào rồi các bạn. Đây 5 nhiệm vụ của các bạn. Rồi các bạn mở the world của mình lên nha các bạn. Đây thì mình làm từ từ, các bạn nào biết thì chỉ cần có cái link là các bạn làm được. Còn những bạn nào mới mình hướng dẫn cho tất cả các bạn mới các bạn. Rồi bạn theo dõi nữa các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nha các bạn. Các bạn tìm dự án nữa nè. Rồi dự án nó nè các bạn. Các bạn like cái nè. Ai góp này con này giao 2 nha các bạn. Rồi các bạn test like nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn mở cái username. Em mở cái tower mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào qua vô gạch nè các bạn. Các bạn copy này nè các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nha các bạn. Rồi các bạn ghi ra phòng win. Rồi nhiệm vụ thứ năm là các bạn mở cái địa chỉ 4.5. Rồi các bạn mở địa chỉ với RC 20 trên ví chút wallet nha các bạn. Các bạn lấy địa chỉ BNB nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể lấy sàn BNB cũng được. Rồi các bạn chào mình chút các bạn. Bạn nào không biết tôi ví chút wallet mình có để video nhận ví chút wallet cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nào chưa biết cập nhật BNB thì nhấp vào cộng nha các bạn. Các bạn gõ vào BNB rồi bạn bấm mở ra nha các bạn.
chỗ này nè các bạn. Rồi rồi mình copy nè, rồi bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn lại đúng không? Rồi chương trình AirDrop này quyết giao nhà ngày 5 tháng mấy để mình dịch thương các bạn. Rồi nó có nói rõ nè các bạn, phải mời 5 bạn ngày 10 tháng 10 nó sẽ phân phối nha tất cả. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn cứ lấy link ghép rồi bạn bấm vào nút bị link ghép đó mình đã. Rồi bạn bấm vào menu nè các bạn. Trời quay lại luôn à. Các bạn đừng bấm. Rồi để ghép các bạn bấm vào nút ra các bạn. Nãy mình lộn mình bấm vào bút bắt đắp lại luôn. 100 thấp cần BTC nha các bạn. Rồi đây là link ghép của mình nha các bạn. Rồi vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Vậy mình hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.